Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở trong kho xe của cửa hàng Mai Duyên. Và địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cách đây vài ngày thì mình có cập nhật lại giá dòng xe Honda Vario 125 nhập khẩu từ Indo này rồi. Và kèm với đó là những phiên bản màu độ mới, cửa hàng mới vừa mang về để phục vụ cho cái nhu cầu đa dạng về màu sắc của xe. Tại vì về màu zin á, nó chỉ có 5 màu cơ bản thôi: màu trắng, màu đen, màu xanh mờ và đen bóng, đỏ bóng, như thế là hết rồi. Cho nên là cửa hàng mạnh dạn độ lên rất là nhiều phiên bản màu độ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Và chi phí màu sơn độ này chỉ cộng thêm có 2 triệu thôi các bạn. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Mà hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một phiên bản màu rất là mới ha. Nó không phải là xanh, mà nó cũng không phải là xám xi măng nha các bạn. Nó là một màu xanh mà xám xám nhẹ thôi. Và được mang lên mình cái bộ tem Limited Edition. Đó. Và tất nhiên rồi, với bản khóa thông minh á, giá sẽ là 41 triệu 900 ngàn. Khóa chìa thì nó sẽ rẻ hơn tới 2 triệu. Có nghĩa là 39 chín thôi. Và màu độ này thì mình chỉ cần cộng thêm 2 triệu nữa thôi là sẽ ra như thế này. Và mình nhấn mạnh luôn là màu sơn độ này cửa hàng bảo hành cho mình tới 2 năm. Tại vì đặc biệt lần này là cửa hàng sơn độ màu cực kỳ đẹp và nó rất là xịn sò. Mời các bạn tham quan kỹ cái màu sơn này ha. Đây nè các bạn, nước sơn đẹp hơn, về phần keo độ đó nó làm được chỉnh chu hơn, mịn hơn, và có vẻ như là nó dày và nó chắc hơn nha các bạn. Nước sơn mới nè, mà chỉ cộng có 2 triệu thôi. Chỉ cộng 2 triệu thôi các bạn. Đó, các bạn xem ha, nước sơn nè, đẹp đó các bạn, nước sơn đẹp, thật sự luôn. Cái màu này á, nó cũng không phải là màu xanh ống nước nữa các bạn. Các bạn có thể thấy là cái phiên bản mới 2023 mà Honda bên phía Indo mang đến cho người dùng á, thì có thiết kế là rất đẹp rồi, thật sự thế luôn. Nó mạnh mẽ, thể thao. Và cái phần ngực xe nó trên chỗ này nè, mẫu cũ nó đã đẹp rồi, mẫu mới này còn đẹp hơn nữa, với những cái chi tiết như chỗ này các bạn nhìn nè ha. Đó, nó là một trong những cái những điểm nhấn mà chiếc xe mang đến cho người dùng, với ánh mắt phía trước rất là hung dữ, rất là ngầu đúng không các bạn. Và bây giờ nó được khoác lên mình những cái màu độ mà cửa hàng mang về cho mình nè, giúp cho mình có rất là nhiều những cái lựa chọn ha. Rồi tem nè, cam, đen. Các bạn nhớ cái mẫu này nó ở đâu không nè? Nó ở trên những phiên bản AB giới hạn các bạn. Đó, AB giới hạn. Thì video này mình chỉ dành tặng cho các bạn cái xe này thôi. Còn nếu mà các bạn có muốn yêu cầu về màu sắc nào riêng nữa đó, ví dụ như đây nè, rất là nhiều, thì các bạn cứ việc comment vào yêu cầu. Có thời gian mình sẽ quay chi tiết từng xe một cho các bạn xem như thế này. Ok ha, bây giờ mình sẽ nhìn về phía bên này. Và mời các bạn cho ý kiến nè, về cái màu này nó như thế nào. Tại vì thực ra là chính người Ý sẽ có bạn khen và tất nhiên rồi sẽ có người chê. Thực sự là cái mẫu này nó rất đẹp. Theo ý kiến cá nhân của mình luôn nha, là mẫu Vario mới này rất là đẹp. Ngay khi mà nó mới vừa về cửa hàng thôi là mình đánh giá là nó đẹp hơn cả mẫu cũ. Đây là mẫu cũ đó các bạn. Đây, màu cũ ha. Thì cũng là sơn độ đó các bạn. Màu cũ thì nó đã ngầu rồi, màu mẫu mới nó còn ngầu hơn nữa các bạn. Thật sự luôn. Màu sơn này mình xin nhắc lại, cửa hàng sẽ bảo hành cho mình là tới 2 năm. Chỉ cần bong tróc là cửa hàng sẽ sơn lại cho mình. Đây là phía trước xe ha. Phiên bản mới này thì phía Honda Indo cũng mang xuống cho mình cặp lốp, cái mâm, đĩa luôn của động cơ 150 mà đã bỏ mẫu rồi, mang xuống cho chiếc 125 luôn nha các bạn. Có điều là nó chưa có ABS thôi. Đây, mình nhìn từ phía sau ha. Theo các bạn thì nó là màu xanh gì nè?
Đó. Góc quay này là màu xanh là ra y xịt, y hịch luôn đó các bạn. Ra y xì luôn đó. Ở đây. Đây, tắt đèn ha. Và bây giờ quay trở lại với phía trước của xe, phía bên này. Mình xin nhắc lại lần nữa, chi phí sơn đổi thế này chỉ có 2 triệu thôi. Và thậm chí là cửa hàng vẫn tiếp tục nhận sơn đổ màu theo yêu cầu. Bây giờ đã có bao nhiêu đây màu rồi mà các bạn vẫn chưa ưng, hay là bất chợt nhìn thấy một cái màu nào đó nó đẹp, các bạn có thể là chụp hình lại và nhờ cửa hàng sơn đổ ra y như thế. Ok ha, cửa hàng vẫn sẽ nhận sơn đổ màu theo yêu cầu. Ngoài sơn dàn áo ra, các bạn có muốn sơn cặp mâm thì cửa hàng vẫn sơn nha. Chi phí sơn mâm là còn rẻ nữa, chỉ có 600 ngàn thôi. Trong khi trước đây nó tới là 800 ngàn thì bây giờ chỉ còn là 600 ngàn. Và chiếc xe này cửa hàng sẽ nhận ship xe toàn quốc. Thực ra là ship xe toàn quốc đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây là cửa hàng chỉ cần các bạn cọc thôi. Lúc trước là phải chuyển khoản 100% giá trị xe thì cửa hàng mới dám ship. Nhưng bây giờ chỉ cần cọc thôi, như xe này cọc tầm khoảng 5 triệu là cửa hàng ship rồi. Khi các bạn nhận được xe mà cứ kiểm tra thoải mái, ok rồi mới nhận xe. Rồi sau đó mình muốn chuyển khoản cái cụp cũng được, hoặc là mình trả cho cái người thu hộ cũng được. Còn về giấy tờ thủ tục thì yên tâm nha, các bạn cứ tư vấn thoải mái với cửa hàng. Một khi đã bán xe như thế này rồi là chắc chắn giấy tờ phải thoải mái, phải ok hết nha. Có nhiều bạn vẫn lấn cấn vấn đề mà màu sơn độ này rồi ra tem rồi ra giấy tờ thế nào. Thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Một khi đã sơn độ là cửa hàng phải lo được ha. Còn về mua trả góp thì mình cũng đã có rất nhiều mốc để mà các bạn trả góp rồi. Thật sự thế luôn. Mình cũng đã có làm video rồi. Rất là nhiều mốc để cho các bạn trả góp luôn. Trả trước là 20 triệu 900 ngàn cũng có nè. Rồi trả trước 10 triệu 9 nè. Rồi trả trước 5 triệu 9 nè. Mình đã có làm hết rồi. Các bạn có muốn mình lặp lại nữa không? Nếu muốn thì cứ comment vào yêu cầu. Anh Khải ơi, làm lại cái mốc trả góp cho em. Để em tham khảo, em tư vấn thêm. Mình đã có làm rồi nha các bạn. Này ha, các bạn nhìn chiếc trắng hồng bên đó kìa. Đó, sơn 3D. Các bạn có thể xem. Cửa hàng đã bán đi một xe rồi, mới ngay hôm nay luôn. Một chiếc màu xanh nó nằm ở đây nè các bạn. Nằm ngay vị trí này. Nó nằm cạnh chiếc Honda Vario 160, các bạn nhớ clip trước của mình không? Là đã bán rồi, xe đó về cũng mới lắp ráp xong xuôi. Mình quay clip xong xuôi và hôm nay đã có bạn mua rồi. Mua đúng hôm nay luôn. Hôm nay đang là 14 tây tháng 7 nha. Chắc có lẽ là video này mình hẹn gặp các bạn vào ngày mai đi. Chắc hẹn vào ngày mai đi, tại bây giờ cũng chiều muộn rồi. Rồi ha, mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Có yêu cầu gì thì các bạn cứ mạnh dạn comment vào. Còn thắc mắc gì thì gọi ngay cho cửa hàng qua 3 số điện thoại di động. Mình sẽ ghim trên màn hình cho các bạn nha. Đó, mời các bạn tham khảo ha. Xin chào các bạn.